con nó mới có 2 tuổi rồi, cho ra đánh golf. Trời ơi, bây giờ nhỏ 5, 6 tuổi quánh vũ vậy trời. Quánh như chuyên nghiệp luôn. À là quay giờ hè đó, con xin vô bưu điện làm. Giờ mũi nó tuyển người đó. Vậy hả? Sun burn. Bưu điện, bưu điện khó lắm chị, bưu điện nó tuyển khó. Phải thi hả? Nó cần người á. Dễ, có cái là đi vô làm nổi hay là không thôi. Bây giờ cái gì cũng dễ, tại nó đang cần người. Anh lại làm bưu điện được á, ngầu lắm á. Nay cắt tóc được trai rồi. Alan có nhớ bắt đi của Alan không? Con cắt tóc lâu rồi. Nhưng mà mở ba mới thấy. Cắt vậy mới đẹp, tóc dài không đẹp đâu. Cắt vậy cái mặt mình nó tròn ra mà nó. Biết ai hết nữa không? A Vietnamese lady. Vậy hả? No, she was watching. She owner, nhưng mà cái người thợ làm. Nhưng mà mỗi ngày, một tháng lên cô đó hả, cô qua từ năm 1980 đó chị. Từ là tem mình. Rồi, một tháng cắt lần hả? Ở đây em tháng cắt lần. Mắc tiền vậy? Anh dạy cắt lần, ba tháng không rồi. Trời ơi, còn mấy tháng thì mới cắt lần á. Em á hả, 6 tháng năm mới làm lần. Em là mỗi tháng cắt lần thấy uổng tiền quá. Chị anh ổng làm ổng là danh 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 sản hết rồi, bắt đầu em cứ theo nhà ở nhà thì làm được, còn đi tiệm nhà thì đi tiệm thấy uổng tiền quá. Dạ vậy nữa giờ cắt và tiếp xong cắt không gần 20 đồng rồi. Chị cắt là 12 đồng cho tiếp luôn 15 đồng.